tại sao cái anh này lại biết là mình thích cái món đồ này nhỉ? Chắc là anh này có ý đồ gì với mình rồi đây. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là vẫn thấy sướng bởi vì mình được cho đồ ăn. Xin chào, chào mừng các bạn quay lại ở video của mình ngày hôm nay. Mình là Nhung VTH. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì đừng quên là nhấn nút đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nhé. Chủ đề ngày hôm nay mình nghĩ có lẽ là một chủ đề thú vị nhất trong những chủ đề mà trước đó đến giờ mình đã làm. Đó là cách lấy lòng con gái mà con trai nên biết. Cái việc lấy lòng con gái nó rất là đơn giản luôn ấy, đơn giản hơn con trai rất là nhiều luôn. Điều đầu tiên để lấy lòng con gái đó là ăn. Cho mình hỏi nhá, có ai là không thích thức ăn không ạ? Ai mà chả thích thức ăn đúng không? Nhất là vào một ngày đẹp trời, tự nhiên có một ai đó, một anh chàng nào đó mang đến cho mình một cái gói kẹo, mà đúng cái gói kẹo mà mình thích nữa, thì mình sẽ tự đặt câu hỏi trong đầu mình á, ủa, tại sao cái anh này lại biết là mình thích cái món đồ này nhỉ? Chắc là anh này có ý đồ gì với mình rồi đây. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là vẫn thấy sướng bởi vì mình được cho đồ ăn. Việc đầu tiên để tán tỉnh một cô gái là phải cho họ ăn cái thứ mà họ thích đã. Cái đầu tiên là phải ưu tiên dạ dày đã. Cho nên các bạn trai nha, nếu muốn lấy lòng các bạn nữ thì việc đầu tiên là hãy tặng cô ấy một món đồ ăn mà cô ấy thích nhất. Điều thứ hai là khen cô ấy đáng yêu và dễ thương. Trong những video trước của mình thì mình có chia sẻ rất là nhiều với mọi người về lời khen đúng không? Bởi vì khen á, con trai, con gái, bất kể một ai đó thì cũng đều yêu thích những cái lời khen của người khác dành cho mình hết. Mà hơn nữa thì con gái lại nghiện bị khen á. Mà hơn nữa là con gái còn thích được khen hơn con trai rất là nhiều cơ. Mà hơn nữa là con gái thích được khen hơn con trai rất là nhiều. Các bạn hãy để ý những điều cực kỳ nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống ấy, và quan sát những cái điều nhỏ. Không cần nó phải to tát như thế nào đâu. Những cái to tát ấy rồi thì ai cũng sẽ biết thôi. Ví dụ như bình thường ấy thì con gái hay để sợ tóc đúng không? Giống như tớ chẳng hạn. Nhưng mà tự nhiên hôm nào đó ấy mà tớ buộc tóc lên hay là bạn nữ ấy buộc tóc lên thì bạn hãy khen cô ấy là ôi, hôm nay bạn buộc tóc lên nhìn trông kiểu đáng yêu, trông cute đấy. Mình, bản thân mình đã bị đốn tim bởi một anh chàng mà khen mình là buộc tóc đẹp. Mình vẫn còn nhớ cái video đó là video mình đăng trên TikTok ấy. Và mình đăng trong một video thôi, nhưng anh ấy khen mình. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ tên anh đấy, là anh đấy tên là Văn Lâm. Và đến bây giờ mình vẫn nhớ tên của anh đó vì anh đã khen mình là buộc tóc lên nhìn đáng yêu. Hoặc là ví dụ như con gái ấy, mà nhờ con trai quân sư cho họ là ngày hôm nay thì mình nên mặc cái đồ gì nhỉ? Và cô ấy gửi cho bạn vài ba tấm hình. Thì thôi, việc đầu tiên là hãy khen trước đã, là cái nào nhìn cũng đáng yêu hết á. Rồi sau đó thì bạn có thể đưa ra nhận xét là à, có thể cuộc đi chơi này là với bạn bè thì bạn có thể mặc theo kiểu năng động thì chọn cái này, còn nếu muốn theo kiểu nhẹ nhàng nữ tính thì chọn cái kia chẳng hạn. Nhưng mà chốt lại là vẫn phải khen cô ấy là ảnh nào cũng đáng yêu, dễ thương hết á. Điều thứ ba là hãy khen cô ấy ngoài đời xinh hơn trong ảnh. Có 10 cô ấy thì cả 10 cô đều thích khi mà ai đó khen cô ấy xinh hơn ở trong ảnh. Bởi vì hiện tại bây giờ ấy thì con gái thường chụp ảnh thì dùng rất là nhiều app đúng không? App nọ, app kia. Nên nếu như mà khi mà gặp ngoài đời á, họ sẽ sợ những cái mụn này, hay trên mặt này, hay là mụn cứt ruồi chẳng hạn đúng không? Những cái khuyết điểm. Và nếu như gặp người con gái này và bạn khen là ui, nhìn em xinh hơn cả trong ảnh ấy, trời ơi. Nhiều khi cũng suy nghĩ là không biết anh ấy có khen mình thật không, nhưng mà ấy, em thích. Thực chất thì con gái có đúng hai nỗi sợ thôi. Một là sợ già, hai là sợ xấu. Và nếu như bạn khen cô nàng này ngoài đời xinh hơn trong ảnh thì chắc là tối về cô ấy cứ cầm gương á và soi suốt á, xem có thực sự là anh ấy nói đúng hay không. Và luôn nghĩ đến bạn đấy. Điều thứ tư là luôn đứng về phía cô ấy sau một ngày làm việc vất vả. Người con gái này gọi điện cho bạn trai của cô ấy và kể là ngày hôm nay cô ấy có những cái bức xúc nọ kia với một cái người bạn trong lớp hoặc là một người con gái khác ở trong công ty. Và khi mà cô ấy kể những cái mệt mỏi của mình trong ngày hôm nay cô ấy phải chịu đựng để xả mọi cái bực tức mà cô ấy đang phải chịu đựng ra, thì theo các bạn nam á, mục đích của việc kể chuyện này là gì? Có phải là cô ấy đang mong muốn tìm giải pháp không? Hay là tìm một chỗ để xả giận? Có lẽ là đúng một phần thôi. Còn cái phần lớn nhất ấy là cô ấy đang muốn tìm một người đồng cảm với những gì cô ấy nghĩ. Và chủ yếu kể ra để là các anh bênh cô ấy thôi. Nên là dù thế nào ấy, thì cũng hãy đứng về phía người yêu của bạn. Bạn nhé. Điều thứ năm là anh sai rồi. Trong một hoàn cảnh thì con gái là cái người mà hay kiểu giận vặt, giận dỗi đúng không? Và nhiều khi ấy, là giận hờn linh tinh vu vơ. Và khi mà những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thôi ấy, mà bạn đang không hiểu lý do tại sao mà cô ấy lại có những cái biểu hiện hình như đang giận mình á, thì đầu tiên á là hãy nói anh sai rồi đã. Không biết là bạn đang đúng hay sai nha, nhưng bạn cứ nói câu anh sai rồi đã thì mọi chuyện nó đã bị êm dịu đi rất là nhiều rồi. Và sau đó thì có thể là cô ấy biết cô ấy sai, cô ấy sẽ xin lỗi lại bạn. Và cô ấy sẽ có một sự tôn trọng rất là lớn đối với người mà chưa có lỗi lầm gì nhưng mà cứ anh sai rồi đã. Và bạn sẽ trở thành một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô ấy đấy.
Điều thứ 6 là một chàng trai ga lăng. Ví dụ đi chơi với bạn bè hoặc đội nhóm của bạn chẳng hạn, bạn sẵn sàng đứng để mở cửa cho cô ấy vào rồi bạn mới đóng cửa. Bạn vào thang máy trước thì bạn có thể giữ cửa để cô ấy vào xong rồi bạn mới đóng cửa. Tinh tế hơn một chút đó là thấy cô ấy mặc váy ngắn thì bạn có thể là kéo ghế hoặc cho cô ấy mượn áo nếu như thấy cô ấy mặc váy ngắn. Cái việc ga lăng ấy, nó không nhất thiết là những gì to tát quá mà chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày mà bạn cần phải để ý thôi. Vâng, và trên đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn nam, để các bạn để ý những cái nhỏ nha trong cuộc sống của mình, để có thể trở thành một vị trí quan trọng trong lòng cô nàng này. Nếu thấy cái điều này đúng ạ, hoặc là bạn đang có thêm cái góp ý nào thì hãy comment xuống dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video này hay thì đừng quên là like, share, comment để cho mình thêm động lực để tiếp tục làm những video tiếp theo bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào!